Đấy, tắt luôn đuôi vào đấy được.
Hãy subscribe cho kênh Triệu Thị Biên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Ăn gì chị ơi? Mẹ nghe xúc xích nào. Cái này cũng căng luôn, nhưng không muốn ăn gì. Kéo như mày đi. Hai chị xuống lần nữa. Những cái gì chị ơi? Những cái gì ạ? Chị ơi! Để không có thể chấm được ạ. Ăn sâu chưa lại đâu. Có em Latin, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen.